cả nhà nha. Thì hôm nay mình đi bảy quần quạch nữa nghe nha. Mình vẫn đem hai hai con mồi bữa hổm của mình ha. Thì con mồi con này á, thì bắt được chín hay 10 con rồi đó. Còn con bên đây là mới có một con nha. Nay mình đi con này mới 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 đánh nên mình không để mồi tên. Còn con này thì có, mình để mặn nha cả nhà. Ai đi hai con cho nó quen. Đó, hai con này anh em thấy ưng thì cứ alo mình cũng được. Mình sẽ để số điện thoại đó, số điện thoại trên màn hình nha. Xem yêu thích hay yêu thích thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Hai con này là bảy, như cái con đầu tiên này là dính cắn bỏi bình thường nha cả nhà, cắn dữ luôn á. Con này cũng vậy. Rồi mời cả nhà theo dõi của mình ha. Nếu cái dính thì mình sẽ đăng lên cho cả nhà xem. Mới teo luôn á, teo là dính liền luôn nè.
Chim đây khùng quá cả nhà, sùng sùng thiệt, nhưng mà không thiệt, không lợi luôn. Bò mình cũng kêu luôn, là không lợi, nó êm dòng chứ không cứu nữa. Hồi nãy mình bắt con bổi đấy, cái nó bay lần sát bên luôn, mình không cứu. Khu nguyên ăn cây này êm lắm nghe cả nhà. Rồi thôi chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau ha.